Cổ Đức cũng khuyên rằng: ai chửi mắng thì ta giả điếc, chờ cho người hết giận ta khuyên. Chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên, thì đâu có mang câu thù oán. Việc hung dữ hãy vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt nó liền. Sự oán thù đáp lại chữ hiền, thì thù oán tiêu tan mất hết. Quý Phật tử thử nghĩ, đã bao lần chúng ta đánh mất biết bao tình cảm đối với thân bằng quyến thuộc và nhân loại, cũng chỉ vì thiếu đức vị tha. Nhiều bậc cha mẹ vì quá tức giận chửi mắng, đánh đập, xua đuổi con cháu chẳng chút xót thương, vô tình đưa nó vào con đường sa đọa, tội lỗi. Nhưng họ lại quên rằng, những lỗi lầm ấy khi xưa mình đã từng mắc phải. Vậy ta nên từ bi, hỷ xả, chỉ dạy cho nó thấy được lỗi lầm sửa đổi. Nếu thiếu đức tính khoan dung là tự mình chuốc lấy ưu phiền và gieo khổ cho người khác, chính cái đó đã đánh mất tất cả tình cảm lẫn vật chất mà người ấy có thể đem đến cho mình. Bởi thế, từ gia đình cho đến xã hội, ta phải tha thứ, thương yêu, đùm bọc, dìu dắt lẫn nhau, đồng tiến bước trên con đường đạo đức. Đạo pháp thường hay dung giới hòa, xét người cho tột, xét thân ta. Nếu người rõ phận, vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Cổ Đức. Nhưng thử nghĩ, trên thế gian này có mấy ai được vậy? Quý vị đi đám tang thường thấy những bà vợ gục đầu bên quan tài ông chồng khóc than, kể lể bằng những câu rất thảm thiết. Nếu ngược lại, người nằm trong hòm là bà vợ, thì ông chồng buồn bã than tiếc bằng những lời ưu ái bi ai thật cảm động. Cho đến con cái và thân bằng quyến thuộc cũng vậy. Khi còn sống bên nhau, suốt đời họ chỉ đem toàn là những lời cay nghiệt, độc địa, thô bỉ, bạo tàn, sát phạt nhau. Đợi cho đến khi họ chết rồi mới ăn năn hối hận, khóc kể, tán dương, ca ngợi, nào có ích gì. Thật sự mà nói, những dòng nước mắt và lời nói đó đều là giả dối, vô nghĩa. Mình tự khóc kể rồi mình tự nghe, chứ đối với người đã chết thì không còn ý nghĩa gì nữa. Trong tận cùng tâm tư của con người, ai cũng thích dịu dàng, mơn trớn khi được người tán dương ca tụng. Tại sao chúng ta không đem những ân tình, lời nói tốt lành dành cho nhau trong lúc còn sống? Họ ưa thích biết bao nhiêu. Quý Phật tử nên nhớ rằng, ai rồi cũng phải chết, cuối cùng cũng phải chia tay nhau. Cho nên, các thiền sư thường khuyên chúng ta, hãy dán chữ tử trước mắt để ý thức rằng, mình và những người chung quanh không biết chết lúc nào. Trong khi còn sống, chúng ta cố gắng lấy đạo đức, tận tình đối xử tốt đẹp, vui vẻ với nhau, để khi họ ra đi, lương tâm mình không bị cắn rứt, bùi ngùi hối hận. Trên đời, có một số người quen thói ăn nói thô lỗ, sổ sàng, lại cố chấp cho đó là đúng. Thật chẳng tốt đẹp gì khi ta buông ra những lời thô tục khó nghe trước mọi người. Người lịch sự khi nói năng phải giữ lời, giữ ý, không hấp tấp, vội vàng, không vừa nói vừa cười, không nóng nảy. Trước khi nói, phải suy nghĩ cho chín chắn, không nên nói thẳng thắn quá làm mất lòng người. Tuyệt đối tránh cãi vã, đôi co, trách móc hay chỉ trích người khác. Cần tránh những kiểu nói năng kiêu ngạo, xất láo. Lời nói ôn tồn hòa nhã, tế nhị ngọt ngào, ngay cả trong lúc tức giận mà vẫn giữ được sự bình tĩnh, không hiện ra sắc mặt giận dữ. Thường giữ đức khiêm tốn, nói lời tao nhã, đối đáp cởi mở, nói đúng nơi, dừng đúng chỗ. Lời nói ngọt lọt tới xương,
lời nói chân thật, ngọt ngào, nó có sức mạnh cảm hóa được lòng người. Như thế, chúng ta sẽ đạt được kết quả như ý. Trái lại, hễ ai nói trái ý làm nghịch lòng một chút, liền sân si, sừng sộ, phẫn nộ, là lỗi om sòm. Hạng người như thế không làm được việc gì, lại thường chuốc họa vào thân. Trong đời sống, chúng ta đừng làm phật lòng người khác. Khi cần khen chê, phải hết sức tế nhị và kín đáo, cho dù người đó có thân thích đến mấy, bởi chẳng có ai muốn mình bị chê. Trong khi khen, cần cân nhắc cho đúng chỗ, hợp thời, chớ tâng bốc đề cao quá trớn trước đông người. Như thế sẽ làm cho người được khen cảm thấy ngượng ngùng và gieo mầm ganh ghét đố kỵ với người chung quanh. Không khéo, họ sẽ đánh giá cho ta là người thiếu kiến thức, nịnh bợ không đúng lúc. Thí dụ, trong đoàn thể có một hai người nổi bật về mọi mặt. Nếu là nhà lãnh đạo sáng suốt nên nói thế này: trong chúng ta phần nhiều đều chấp hành tốt, nhưng có anh A chị B nổi bật hơn hết, nên khen thưởng để khích lệ tinh thần. Quý vị có đồng ý không? Nói như thế, cả người được khen thưởng và người không được khen thưởng đều hoan hỷ. Trái lại, mỗi khi mở miệng ra là đề cao khen ngợi chỉ có một hai người. Như vậy là ngấm ngầm cho hội chúng là bất tài vô dụng, thì họ sẽ bất mãn ta, dẫn đến hậu quả mất hết niềm tin và nghị lực của tập thể, chắc chắn sẽ lãnh lấy thất bại. Còn khi chê, trước tiên phải hết lòng thương yêu, tận tình giúp đỡ và khen ngợi trước, rồi khéo dẫn chứng chuyện này chuyện nọ, để cho họ nhận ra khuyết điểm sửa sai mà không làm tổn thương danh dự của người ta. Cổ đức thường dạy: mọi việc xử sự khoan hòa thì phước đức tự nhiên sâu dày, xử sự khắc khe độc ác thì phước đức tiêu mòn. Phong cách nói năng chính là biểu hiện bên ngoài để gieo thiện cảm với người chung quanh. Muốn có phong cách nói năng hành động tốt, chúng ta cần tạo cho bản thân phong thái ung dung, tự tại, cử chỉ khoan thai, gương mặt vui vẻ, giọng nói phải thanh tao, khi bổng khi trầm, lên xuống đúng chỗ. Tránh sử dụng những câu quá tối nghĩa, khó hiểu, nói một đàng ý một nẻo, làm cho người nghe hiểu lầm thì thật là tai hại. Không nên nói soi mói, vạch chuyện riêng tư của người khác, tránh đề cập đến vấn đề mang tính chất tranh cãi. Trong quá trình tranh cãi, dù ta đúng hay sai, cũng đều để lại những vướng mắc khó chịu cho ta và người. Đức Lục Tổ dạy: hơn thì càng thêm oán, thua lại ngủ không yên, hơn thua hai đều xả, thời an ổn ngủ yên. Trong khi nói chuyện, chớ đề cập quá nhiều đến bản thân, hoặc nói mãi một vấn đề làm cho người nghe thờ ơ, chán nản. Và những chuyện gì mà người ta không muốn trả lời thì đừng cố tra hỏi. Cũng cần tập cho mình thói quen nghe người ta nói chuyện thị phi liền xả bỏ, đừng tùy tiện rêu rao chuyện người khác, gây khó khăn cho họ, như thế họ sẽ oán ghét ta. Đó là tự chuốc lấy phiền não, chẳng có lợi lộc gì. Người xưa dạy: sẩy chân còn hơn sẩy miệng. Có người học thức rất cao, nhưng khi nói ra sao mà khó nghe vô cùng. Ngược lại, có người trình độ chẳng là bao, nhưng khi họ nói ra một điều gì thì làm cho người ta nghe một cách chăm chú, say mê và có tính thuyết phục rất cao, tạo niềm tin cho người khác. Muốn được vậy, phải giữ gìn giới cấm, chịu khó nghiên cứu giáo lý, rèn luyện nhân cách cho thanh nhã, thận trọng từ việc ăn mặc, đi đứng, nằm ngồi, nói cười cho hợp lý, lúc nào cũng tỉnh giác kiểm soát thân, khẩu, ý. Đừng để tâm buông lung phóng túng. Thường giữ oai nghi nghiêm chỉnh thì việc nói làm đó mới được nhiều người kính mến. Nhờ thế mà thành công tốt đẹp.
kiếp người ảo ảnh phù du. Vậy mà có mấy ai thức tỉnh lo tu hành, cứ mãi nói chuyện thị phi, nhơn ngã, tranh giành, hơn thua từng tiếng nói, chẳng nhịn một câu. Cho nên cứ mãi lẩn quẩn trong dòng phiền não, sanh, lão, bệnh, tử, chịu bao kiếp nạn. Lời nói là vốn oan khiên, cũng vì mở miệng lụy phiền đến thân. Lời ăn tiếng nói ân cần, suy xét chính đáng muôn phần khỏi lo. Một lời mà lỗi quá to, tan nhà mất nước cũng do miệng mình. Bớt nói một câu chuyện, bớt sanh một lỗi quấy, thêm một câu niệm Phật, thêm nhiều duyên giải thoát. Muốn cho gia đình hạnh phúc, xã hội yên vui, cổ đức khuyên chúng ta phải tu hành nhẫn. Chữ thứ nhất, nhẫn năng xử thế, là người hiền khó kiếm trong đời. Chữ nhẫn giới trì tâm trong trẻo, khuyên dương trần giữ phận làm đầu. Nhẫn hương lân cũng khắp đâu đâu, trên cùng dưới điều hòa ý hỷ. Nhẫn phụ mẫu gọi trang hiền sĩ, phận xướng tùy chồng vợ nhịn nhau. Nhịn xóm làng cô bác mới cao, nhẫn tâm nọ thường thường an lạc. Nhịn tất cả những người tuổi tác, giữ tánh lành yên tịnh lâu dài, quanh năm mới bảo toàn thân thể. Sinh, già, bệnh, chết là những gánh nặng đè lên vai của tất cả mọi người. Những gì xảy đến với người khác thì cũng có thể xảy ra cho chúng ta bất cứ lúc nào. Thân này không bao lâu sẽ vùi sâu đáy mộ, như cây khô khúc gỗ, dứt bỏ vì vô thức. Kinh Pháp Cú. Qua lời Phật dạy cho chúng ta thấy, thân tứ đại này quả thực là mỏng manh tạm bợ. Nếu chúng ta không biết sử dụng năng lực của tuổi trẻ để thực hiện những điều chân chính, thì không mấy chốc tuổi già đến ta sẽ hối tiếc. Cuộc sống rất vô thường. Cái khổ của sinh, lão, bệnh, tử luôn luôn rình rập ta. Những ngọn lửa phiền não nội tâm như tham vọng, giận dữ, oán thù, ganh ghét, kiêu mạn, nghi kỵ và bất mãn đang nung nấu tâm hồn chúng ta, đều do ta thiếu sáng suốt mà sanh ra. Để hóa giải những nỗi thống khổ đó, Đức Phật dạy vua Suddhodana rằng: phần lớn những khổ đau mà ta chịu đựng đều do ta tự tạo ra, không thể nào thoát ra được khổ đau bằng cách gian xin cầu cứu với một vị thần linh nào. Ta phải quán chiếu tâm ta và môi trường hoàn cảnh chung quanh ta. Mỗi cử chỉ hành động phải tỉnh giác để loại trừ những nhận thức sai lầm đã từng làm cho ta khổ đau. Ví dụ, có một người nào đó đến chửi mắng ta. Nếu ta chửi mắng lại người ấy, trong trường hợp này ta khổ mà người ấy cũng khổ. Theo đạo lý tỉnh thức thì ta không nên vội nổi giận chửi mắng họ. Trong lúc đó phải bình tâm quán chiếu để thấy được vì sao họ tới chửi mắng ta. Nếu ta thật sự có lỗi thì thành thực nhận khuyết điểm sửa sai. Nếu ta không có lỗi thì chắc chắn họ đã hiểu lầm. Trong khi đó ta phải sáng suốt chứng minh cho họ thấy được sự hiểu lầm ấy. Làm như vậy, ta tránh được khổ đau cho ta và cũng giải tỏa được khổ đau cho họ. Này đại dương, muốn thoát ra mọi khổ đau phải biết thực tập sống theo tinh thần giới định huệ. Giới là nguyên tắc sống an lạc. Có an lạc mới thực hiện được định. Sống có tỉnh thức và chú tâm vào hơi thở, ta mới có khả năng quán chiếu về thực tánh của tâm và hoàn cảnh. Khi đó ta mới có huệ, tức là sự hiểu biết vậy. Rồi Đức Phật khai thị cho đại chúng về đạo lý vô thường, vô ngã, duyên sinh của vạn vật. Một khi đã hiểu biết, ta có thể thương yêu tha thứ thì cuộc đời sẽ bớt khổ đau. Nếu không có sự hiểu biết,
ta sẽ không thể nào thương yêu tha thứ. Cho nên con đường giải thoát chân thực là phải có trí huệ để diệt trừ vô minh, thì ta sẽ được an lạc giải thoát niết bàn. Niết bàn là sự chấm dứt vô minh, tham đắm, ganh ghét, giận hờn. Phá giặc phiền não bằng cách quán chiếu, tôi đã thực nghiệm thành công và chỉ dạy cho nhiều người khác thực hành theo phương pháp ấy cũng đã thành công. Sau khi chấm dứt pháp thoại, vua Suddhodana và hội chúng thảy đều hoan hỷ, kính thọ phụng hành lời Phật dạy. Nói đến tai hại của sự ganh ghét đố kỵ hận thù, thuở Phật có ông thầy tên là Kokalika, thấy đại đức Xá Lợi Phất là một người đệ tử lớn được Đức Phật tin yêu. Mỗi khi Phật quyết định điều gì hoặc quở trách và giáo giới vị tỳ kheo nào, là thầy Kokalika cho rằng Phật nghe những lời nói ra nói vào của đại đức Xá Lợi Phất. Vì thế thầy đem lòng ganh ghét đại đức Xá Lợi Phất. Thầy Kokalika thường nói với các vị khất sĩ rằng: đại đức Xá Lợi Phất là người tu hành giả dối, thường hành động theo ái dục. Niềm ganh tị và hận thù của thầy Kokalika quá lớn, khiến không ai có thể hóa giải được. Chính Đức Phật đã có lần gọi thầy đến bảo: này khất sĩ Kokalika, đừng cho rằng Xá Lợi Phất là người bị ái dục chi phối. Xá Lợi Phất là người có đạo đức chân thực và tính tình rất hòa ái. Thầy Kokalika đã bị lòng ganh ghét che mờ lý trí, nên thầy không tiếp nhận được lời Phật dạy. Cuối cùng thầy bỏ tu viện ra đi. Sau đó thầy mắc một chứng bệnh rất kỳ lạ. Da thầy trở nên sần sùi, rồi tự nhiên đầy mình mọc ra hàng vạn cái bụt nhỏ bằng hạt cải. Những cái bụt này lần lần lớn lên bằng hạt đậu, rồi vỡ ra chảy đầy máu mủ. Thuốc men nào cũng không chữa được. Phật nhắn thầy về tu viện, nhưng thầy không về. Sau đó thầy mạng chung. Phật rất thương xót thầy Kokalika chết vì lòng ganh ghét hận thù. Nhân đây Phật cho gọi các vị khất sĩ đến dạy rằng: hận thù và ganh ghét là những chất độc làm ung thối tâm hồn. Những chất độc ấy còn phá hoại thân thể và gây thành những chứng bệnh kỳ lạ. Này các vị khất sĩ, các vị đừng để cho những chất độc ấy thấm vào thân tâm. Sau khi nghe lời Phật dạy, các vị khất sĩ y giáo phụng hành. Tối sáng như tên bắn, ngày tháng tợ thoi đưa, không ai làm chủ được sanh già bệnh chết. Vậy mà có mấy ai giác ngộ lo tu hành, cứ mãi ganh ghét, hận thù, não hại lẫn nhau, để rồi phải lãnh lấy quả báo đau thương. Dinh nhục, được mất, tốt xấu, phải trái, hơn thua, chung quy rồi cũng trở về cát bụi. Chính vì thế, Tổ Quy Sơn mới dạy rằng: ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hồi tiêu hao, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có, chút nào vui đâu. Cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế dương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất, tìm phương cứu mình. Qua bài kệ trên, Tổ chỉ cho mình thấy cái thân này là nơi chứa nhóm các thứ khổ. Giống như con cá ở trong ao không có nước, chẳng biết chết giờ nào, phải ráng mà lo tu để tự mình cứu lấy mình. Đức Phật dạy: được thân người rất là khó, gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Hôm nay mình có duyên lành hội ngộ với Tam Bảo mà không lo tu là uổng lắm, để rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh hay tà ma ngoại đạo. Biết bao giờ mới có thân người gặp được Phật Pháp để tu. Khó thay được làm người, khó thay được sống thọ, khó thay Phật ra đời, khó thay được nghe Pháp. Kinh Pháp Cú.
Trong kinh, Đức Phật đưa ra hình ảnh con rùa mù ở biển cả. 100 năm mới nổi lên một lần mà gặp được bọng cây trôi. Đó là một điều thiên nan vạn nan. Phật dạy được thân người cũng khó như thế. Ngài nói, tuy thân này khó được, nhưng khi được rồi lại bị vô thường hủy diệt, chớ có tham đắm nó mà gây ra tội lỗi. Người ơi sớm thoát khỏi ta bà, trẻ tuổi rồi đây cũng đến già. Địa ngục không đàn sao lại tới, thiên đường có cửa chẳng hề qua. Quanh năm bận biệu đàn con dại, sớm tối say mê đám ruộng nhà. Chẳng biết phù sanh đời tạm giả, tầm về cực lạc khỏe lòng ta. Phật đưa ra cái lý chơn thường chơn ngã để cho chúng ta tu tập. Nếu không mình sẽ rơi vào trạng thái bi quan, thoái hóa. Muốn biết chơn thường chơn ngã là gì, chúng ta hãy cùng nhau suy gẫm qua mẫu chuyện sau đây. Chuyện kể rằng, một thuở Đức Phật ở nước Xá Vệ an trú tại kỳ viên Tịnh Xá. Một hôm, vua Ba Tư Nặc đến ý kiến Đức Phật, thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, gần đây thân mẫu con mất, cho nên con không rảnh đến viếng Phật nghe pháp, mong Đức Thế Tôn hoan hỷ cho. Đức Phật nhìn thân hình tiều tụy, gương mặt âu sầu của vua Ba Tư Nặc, liền dạy: Này Đại Dương, trên đời này có sanh, ắt có tử, đó là định luật xưa nay, có gì mà Đại Dương phải buồn sầu đến thế? Nhân đó Đức Phật nói kệ: Tuổi trẻ thân tráng kiện, đến già sắc biến suy, bệnh hoạn rồi phải chết, sum họp để chia ly, đâu có theo ý mình, mạng sống thật giả tạm, vạn vật đều vô thường, thời gian đã qua rồi, không bao giờ trở lại. Hãy lấy đó mà suy, tinh tấn quyết hành đạo, thẳng tiến đến Niết Bàn, mới thoát khỏi sanh tử, dứt sạch hết sầu khổ. Đại Dương cho nên dùng tâm phàm mắt thịt, nhìn thấy thân mẫu của mình mất rồi, sanh tâm âu sầu, mà Đại Dương hãy nhìn vạn vật bằng huệ nhãn, để thấy rõ các pháp do duyên sanh, mà cái gì do duyên sanh đều là vô ngã không thực. Đủ duyên thời hợp hết thì tan, vì sắc tức thì không, không tức thì sắc, nhẫn đến thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Đó là định luật nhân duyên vô thường giả hợp, có gì đâu mà Đại Dương phải lo âu sầu muộn, để tự mình chuốc lấy phiền não, nào có lợi ích gì. Đại Dương nên sống với cái tâm chân thường chân ngã, tự tại vô ngại, bất sanh bất diệt. Đó là pháp thân, Niết Bàn diệu tâm vô tướng của Như Lai. Vô tướng ở đây có nghĩa là vô tướng sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Vô tướng nam nữ, vô tướng sinh, trụ và hoại. Pháp thân của Phật không có sắc, không nhiễm trước các pháp, bất sanh, bất diệt, thường, lạc, ngã, tịnh, không thể dùng ngôn ngữ thí dụ hay suy tưởng được. Bất khả tư nghị, bất khả thuyết, tự giác, tự tác, tự chứng, giống như lúc ăn uống, tự mình biết ngon, dở, nóng, lạnh, người ngoài không thể biết hết được. Vua Ba Tư Nặc nghe Phật thuyết pháp, tâm thần tỏ ngộ, dứt hết phiền não, cúi đầu đảnh lễ Phật, y giáo phụng hành. Chuyện trên cho chúng ta thấy, sự đau khổ của chúng ta không phải do tính chất vô thường của thân thể, mà chính là do sự chấp thủ, tham ái là nguyên nhân gây ra buồn phiền, khổ não, sanh, lão, bệnh, tử, luyến ái người và của cải. Nó có thể làm cho ta điên loạn. Thuở Phật còn tại thế, gia đình của bà Patakaha chỉ trong một thời gian ngắn mà cha mẹ chồng con đều chết hết. Bà quá đau khổ trước thảm cảnh người thân và của cải đều mất tất cả, khủng hoảng tinh thần đến nỗi mất trí,
thân thể lõa lồ mà chạy như điên trên đường phố, cho đến khi gặp Đức Phật. Ngài dạy: Này Bhatakaha, cái chết là một hiện tượng tự nhiên. Rồi đây ta cũng chết, bà cũng chết, tất cả mọi người không ai tránh khỏi. Các pháp là vô thường, khổ không, vô ngã, ân ái như giấc mộng, gặp gỡ rồi chia ly. Trong những kiếp trước, bà đã từng đau khổ khóc than vì cái chết của người thân, nước mắt kia còn nhiều hơn biển cả. Nhân đây Đức Phật nói kệ: Người đắm chìm trong ái, vọng tưởng miên man hoài, già chết mãi dần xoay, do ái sâu không đáy. Người trí thấy rõ ái, ngục kiên cố khó ra, nên giới dục tránh xa, dứt ái được an ổn. Đức Phật thấy bà nhận chân được, ái là nhân sanh ra khổ, sự chết là lẽ đương nhiên. Ngài giảng giải thêm về tứ diệu đế. Đây là khổ, nguyên nhân của sự khổ. Đây là diệt khổ và con đường dẫn đến chấm dứt khổ. Này Bhatakaha, có bốn sự thật mà người tu phải công nhận. Sự thật thứ nhất, sinh, già, bệnh, chết là khổ. Buồn, giận, ghen tức, lo lắng, sợ hãi và thất vọng là khổ. Chia cách người thân yêu là khổ. Chung đụng với người ghét bỏ là khổ. Tham đắm và kẹt vào năm uẩn là khổ. Này Bhatakaha, sự thật thứ hai, nguyên nhân của khổ đau. Vì mê muội cho nên không thấy và không hiểu được sự thật về bản thân và cuộc đời. Vì thế, con người bị những ngọn lửa của tham đắm, giận hờn, ghen tức, sầu não, lo lắng, sợ hãi và thất vọng đêm ngày đốt cháy và hành hạ. Này Bhatakaha, sự thật thứ ba, sự chấm dứt khổ đau, đó là trí huệ, là sự hiểu biết, nhận thức được sự thật về bản thân và cuộc đời là khổ, không, vô thường và vô ngã. Thấy được như thế sẽ chấm dứt hết mọi sầu đau, đem lại cho ta niềm an lạc. Này Bhatakaha, sự thật thứ tư, con đường diệt khổ, đó là con đường bát chánh đạo. Nhận thức chân chánh, tư duy chân chánh, ngôn ngữ chân chánh, hành động chân chánh, sinh kế chân chánh, chuyên cần chân chánh, niệm lực chân chánh và định lực chân chánh. Này Bhatakaha, sao gọi là chánh đạo? Vì con đường này không phải là con đường trốn tránh đau khổ, mà là con đường đối diện trực tiếp với khổ đau để diệt trừ khổ đau. Con đường bát chánh này là con đường của sự sống tỉnh thức. Vì vậy, chánh niệm là khởi điểm. Có chánh niệm thì sẽ có chánh định, nghĩa là định lực có tác dụng phát sinh trí huệ. Nhờ có niệm lực và định lực chân chánh thì nhận thức, tư duy, ngôn từ, hành động, sinh kế và sự chuyên cần cũng sẽ đi vào chánh đạo. Khi trí huệ đã phát sinh, sẽ giải thoát tất cả mọi ràng buộc khổ đau, đem lại cho ta nguồn an lạc chân chính. Sau khi chấm dứt pháp thoại, bà Bhatakaha giác ngộ, biết rõ mạng sống vô thường, chồng con của cải như khách. Bà thành tâm đảnh lễ, tính thọ phụng hành lời Phật dạy. Những người quá lo âu, sầu thảm tuyệt vọng vì bệnh tật, người thân mất, bị giật tiền của, làm ăn phá sản, tình phụ, thần kinh thác loạn. Các bác sĩ tâm thần khuyên rằng, phải cho người bệnh hoạt động ở ngoài trời như đánh banh, chơi cầu, chụp hình, làm vườn, tập thể dục, hoặc là một chút công việc gì đó thì bệnh tình sẽ giảm đi. Làm việc là thứ thuốc an thần rất hữu hiệu, giúp bệnh nhân được an tĩnh, quên bớt những cảnh đau buồn. Những biện pháp trên chỉ mang tính tạm thời. Muốn dứt hết những nỗi thống khổ, chúng ta phải học hạnh của các thiền sư. Khi gặp chướng duyên ách nạn, quý ngài ngồi thiền định,
nhiếp tâm vào hơi thở, quán chiếu lý vô thường, nhân quả, chấp nhận nghịch cảnh nên nội tâm được an lạc. Điển hình như chuyện Ngài An Thế Cao là một cao tăng đắc đạo, biết rõ nghiệp duyên của mình. Một hôm, Ngài đi đến Quảng Châu, gặp thời giặc cướp hoành hành, khắp nơi loạn lạc. Trên đường Ngài gặp một thiếu niên, hắn rút dao ra nói: "Ha ha ha, ta tìm gặp ngươi rồi." Ngài mỉm cười trả lời: "Ta đời trước mắc nợ mạng của ông, vì vậy khi gặp ta, ông liền nổi sân muốn giết. Để trả món nợ đó nên ta từ xa đến đây đền mạng." Nói xong, Ngài thản nhiên không chút sợ hãi đưa cổ cho chém. Lúc ấy người xem đứng chật cả hai bên đường. Chuyện trên cho chúng ta thấy, sở dĩ Ngài An Thế Cao hoan hỷ cho người thiếu niên giết là vì Ngài hiểu rõ luật nhân quả và xác thân ngũ uẩn giả hợp không thật, nên Ngài ung dung tự tại trước cái chết. Nói đến quả báo điên cuồng, trong kinh Địa Tạng nói: "Nếu gặp kẻ buông lung săn bắn, thời Ngài dạy rõ quả báo kinh hải điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ đốt phá núi rừng, thời Ngài dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết." Khế kinh dạy: "Nếu người nào có ác tâm cướp giật tài sản hay lường gạt phụ bạc tình cảm và dùng bùa chú mê hoặc não hại chúng sanh, làm cho chúng sanh khổ sở, điêu đứng, đảo điên, loạn tâm, cuồng trí, người đó sau khi thân hoại mạng chung đọa vào địa ngục, ra khỏi địa ngục rơi vào ngạ quỷ súc sanh, khi mạng kiếp sanh lên nhân gian khổ não triền miên, điên cuồng đền tội, mưu sâu kế độc căm khùng đền tội, dùng tà ma hại người đau oan trái bệnh, mắng gió chửi mưa ngay cuồng đền tội, được khôn chê khờ lãng tâm mất trí, truyền khôn bất chánh trả quả loạn tâm, dùng lửa hại người loạn tâm loạn trí, Bồ Đề Lão Tổ. Nhân quả thiện ác phân minh, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà chẳng lọt mảy lông. Dẫu bá thiên ức kiếp, sở tạo nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Xuân một hạt giống gieo, thu gặt ngàn thóc mễ, người đời tạo dữ lành, quả báo y như thế. Cổ Đức. Muốn tránh khỏi quả báo khổ đau thì những điều gì mình không muốn chớ ban cho người khác. Hằng nghĩ rằng không biết sống chết lúc nào, cần phải tinh tấn tu hành và thường ban rãi lòng từ bi đến với tất cả chúng sanh. Được như thế thì chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc an lạc ở trong hiện tại và tương lai. Tóm lại, mắt nhìn không nhiễm sắc, tai không nhiễm tiếng, mũi không nhiễm hương, lưỡi không nhiễm vị, thân chạm xúc mà không sanh tâm vui buồn tham đắm, sân hận, si mê. Nếu mình không tham đắm trụ chấp trước tướng bất cứ cái gì, ngay tại đó là chơn thường, chơn ngã, niết bàn, bất sanh, bất diệt. Nếu như mình còn trụ chấp là còn tướng, hễ còn tướng là còn trong dòng sanh diệt. Là Phật tử tâm luôn giác biết, cõi thế gian quả thiệt vô thường, đổi dời sinh tử tan thương, cõi nước tuy lớn cũng dường mong manh, thân tứ đại sinh thành tử hoại, và bệnh đeo khổ ải quả không, hòa hợp năm ấm lửa vòng, chỉ là ảo ảnh ngã không thể tìm. Thế mới biết trần gian hư huyễn, diệt lại sinh, biến chuyển vô thường. Chúng sinh mê đắm chấp nương, vô ngã chấp ngã vào đường khổ đau. Tâm là cội nguồn bao nghiệp ác, thân nghe theo tạo các tội khiên, xuống lên sinh tử triền miên, tội kia đầy dẫy như miền rừng hoang. Người con Phật phải toan quán sát, đạo lý này bao quát đường tu,
đó là thiền quán công phu, dứt mê chuyển nghiệp, khỏi tù tử sanh. Xét lại thân của chúng ta, chỉ là vay mượn các duyên bên ngoài để sống còn. Khi duyên hết thì tan rã, vì một ngày vô thường đến mới biết mình trong mơ, vạn vật đều vô thường. Duy chỉ còn lại nghiệp lành hay dữ, nó theo mình mà thôi. Sở dĩ có nghiệp đều do tâm tạo. Tâm vô thường. Nói đến cái tâm, nó sanh diệt vô thường còn hơn cái thân rất nhiều. Nó sanh diệt rất nhanh, từng niệm từng sát na. Hễ đối cảnh là sanh tâm vui buồn, thương ghét, giận hờn. Lúc thì hồi tưởng về quá khứ để nuối tiếc, khi lại mơ mộng đến tương lai, bồn chồn lo lắng trong hiện tại, không có lúc nào được yên. Nó thay đổi không ngừng, nhấp nhô như sóng biển, nên Đức Phật gọi đó là tâm viên ý mã, giống như khỉ chuyền cành, ngựa chạy rong. Phàm phu lầm chấp cho tâm mình là thật mà gây ra không biết bao nhiêu lỗi lầm, nào là độc đoán, cố chấp, bảo thủ, tự hào, khoe khoang, hay hăm dọa nói rằng: tánh tôi hay nóng lắm, yêu cầu đừng có đụng chạm đến tôi. Cái tánh sân si hung hăng xấu ác như vậy mà không biết cải sửa, còn đi khoe khoang, thật là mê muội không sao nói hết. Nếu tự cho cái tâm mình là thật, Đức Phật nói: chẳng khác nào như nhận giặc làm con, lấy khách trần phiền não làm chủ, để cho nó dẫn dắt mình làm người khách phong trần sầy đây mai đó, đọa lạc lên xuống trong ba cõi sáu đường, chịu không biết bao nhiêu đau khổ. Tôi xin trích dẫn mẫu chuyện chứng minh tâm vô thường biến đổi. Thuở Phật còn tại thế, có một chú tiểu tên là Tăng Hộ. Cha mẹ đều qua đời, họ hàng thân tộc không còn ai, chú chỉ còn một người cậu ruột. Khi cậu đi xuất gia, chú đi tu theo cậu, được xếp vào hàng sa di. Một hôm, chú được thí chủ cúng dường hai sớp vải, liền đem cúng lại cho thầy, nhưng thầy không nhận vì đã có đủ tam y. Chú buồn quá nghĩ, chắc thầy không thương mình nữa. Chiều hôm đó, chú cầm quạt hầu thầy, nhưng trong tâm cứ nghĩ miên man không biết sẽ về đâu. Thầy không thương, họ hàng không có. Chú chợt nghĩ: ta đem bán hai sắp vải lấy tiền mua một con dê đực, một con dê cái. Vài năm sau sẽ có một đàn dê, bán dê mua bò, bán bò mua trâu, bán trâu tậu ruộng vườn. Khi đó mình đã lớn rồi, cưới vợ sanh đứa con trai kháo khỉnh, sẽ dẫn vợ con về thăm thầy quy y. Trên đường đi, vợ chú vấp phải rễ cây, thằng bé rớt xuống đất. Chú nổi giận, quơ cành cây gõ lên đầu vợ: đồ hư! Vừa lúc đó, thầy chú mở mắt ra nói: người gõ lên đầu vợ không trúng, lại trúng cái đầu trọc của ta. Tăng Hộ bừng tỉnh giấc mơ, hốt hoảng bỏ chạy. Các bạn thấy chú chạy như ma đuổi, liền chạy theo bắt lại, dẫn chú đến Đức Phật. Ngài liền an ủi: này chú, cái tâm phàm phu thường lén lút đi rất xa, vô hình, vô dạng. Chú nên khéo phòng hộ tâm mình như gã một đồng chăn trâu vậy. Được nghe lời dạy của Phật, Tăng Hộ ở lại tu viện tu hành đến ngày chứng quả A-la-hán. Lại một hôm khác, vào buổi sáng Phật cùng chư Tăng đi khất thực. Trong khi cầm bát đi khất thực sau lưng Phật, La Hầu La đánh mất chánh niệm. Chú nhìn Phật đi phía trước rồi tự nghĩ: nếu Phật không đi tu sẽ trở thành một vị chuyển luân thánh vương, còn mình thì đang làm gì? Tri óc vẫn vơ nghĩ như thế, hơi thở và dáng đi của chú không còn an trú trong oai nghi nữa. Phật biết chú mất chánh niệm, Ngài dừng bước và quay lại bảo: này La Hầu La, còn có theo dõi hơi thở và duy trì chánh niệm không? La Hầu La im lặng. Phật dạy: này La Hầu La, trong khi đi khất thực, còn phải an trú trong chánh niệm,
bằng cách duy trì hơi thở, có ý thức và thực tập thiền quán về tính cách vô thường và vô ngã của muôn loài. Những yếu tố đó là sắc thân, cảm thọ, tri giác, tâm ý và nhận thức, thì con có thể thiền quán ngay trong khi khất thực. Như thế, con không rơi vào tình trạng thức niệm. Phật dạy La Hầu La về phương pháp thở. Tác dụng đầu tiên của hơi thở là phải có ý thức để chấm dứt tạp niệm, phát khởi chánh niệm. Mỗi khi thở vào, ta biết rằng ta đang thở vào. Mỗi khi thở ra, ta biết rằng ta đang thở ra. Thở vào một hơi dài, ta biết ta thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi ngắn, ta biết ta thở ra một hơi ngắn. Đó là hơi thở có ý thức. Trong lúc thở như thế, ta chỉ để tâm nơi hơi thở mà thôi. Làm được như vậy thì lập tức chấm dứt ngay được những suy nghĩ viển vông đã không có lợi ích mà còn làm cho tâm ta loạn động. Một khi những tạp niệm được cắt đứt thì tâm ta an trú trong chánh niệm. Ta biết ta đang thở trong tỉnh thức, không bị tạp niệm bao vây và dẫn dắt. Duy trì ý thức và hơi thở được trọn vẹn, ta thiết lập được định tâm. Lúc bấy giờ, ta mới nương theo hơi thở để quán chiếu thân thể, cảm thọ, tâm ý và mọi sự vật trong ta và ngoài ta. Chỉ cần nhiếp tâm vào hơi thở thôi, ta đã thiết lập được trạng thái tỉnh thức trong ta. Trạng thái tỉnh thức ấy là chất Phật sẵn có trong mọi người. Nói xong, Phật quay lại rồi tiếp tục đi. Được sách tấn, La Hầu La và các vị khất sĩ đều nắm lấy hơi thở và duy trì chánh niệm. Tâm vô thường luôn bị xáo trộn. Nó len lỏi vào cuộc sống của từng người, cho dù xuất gia hay tại gia. Đối với người xuất gia, phải biết kềm chế tâm, thực hành thiền định, quay lại chính mình trong từng niệm. Đối với người tại gia cũng phải hiểu rằng vô thường không từ bỏ một ai, cho nên trong đời sống hằng nghĩ đến điều thiện, hướng về đạo đức, làm lành lánh dữ. Có như thế mới mong thoát khỏi cảnh phiền não khổ đau. Trong kinh Pháp Cú, Phật thường dạy các hàng đệ tử luôn đề cao cảnh giác phòng hộ tâm mình. Người trí canh giữ tâm như phòng hộ thành quách, tự tâm mình cũng phải nên phòng hộ như thế. Dầu chỉ một giây phút cũng chớ nên buông lung, nếu giây phút buông lung tức thời liền sa đọa. Phòng hộ tâm như thế nào? Chúng ta nghe qua mẫu chuyện sau đây. Thuở Phật còn sanh tiền, có một nhà sư Potila là giáo thọ sư lão thông tam tạng kinh điển. Có điều là chưa chứng quả. Mỗi lần sư đến viếng Phật, Thế Tôn thường gọi ngài là ông sư rỗng. Biết Đức Từ Phụ nói như vậy là để cho mình cố gắng tu. Cho đến một hôm, lòng buồn tột độ, Tôn giả bỏ hội chúng đi vào rừng. Đi mãi cuối cùng gặp 30 vị A-la-hán vốn là học trò cũ của sư. Tôn giả Potila đến đảnh lễ vị thủ tòa, xin ngài hoan hỷ chỉ cho cách tu. Làm sao tôi dám làm điều đó khi trước kia ngài là vị giáo thọ. Tôn giả bị đẩy xuống vị nhị tòa cũng bị từ chối. Cuối cùng Tôn giả đến trước vị A-la-hán nhỏ tuổi nhất, mới lên bảy, gian ngài một cách khẩn thiết. Ồ, làm sao tôi dám làm điều đó khi tuổi tác và sở học của tôi kém ngài rất xa, e rằng ngài có tin nổi hay không? Bạch Đại Đức, lòng con tha thiết khẩn cầu mong ngài từ bi chỉ giáo. A-la-hán trẻ tuổi ôm tồn bảo: Này Tôn giả, lúc còn tại gia ngài có chơi đá dế không? Dạ thưa biết ạ. Ồ tốt lắm. Giả sử có một cái hộp vuông chứa đầy dế, có sáu cửa, cửa nào cũng hé ra hết,
thì các chú dế sẽ thò râu hoặc chân tay ra ngoài các ngõ ấy, có phải thế không? Dạ thưa dân. Nếu cửa nào cũng mở rộng thì các chú dế sẽ chui ra ngoài hết, có phải vậy không? Dạ thưa đúng như vậy. Bây giờ muốn quan sát các chú dế ấy cho kỹ, ta phải đóng kín năm cửa, chỉ chừa một cửa thôi, rồi tập trung lại nhìn cho thật rõ ràng, chăm chú vào các sinh hoạt của bầy dế. Ta sẽ thấy rõ dế nào là dế than, dế lửa, dế cơm, chúng đang làm gì một cách rõ ràng. Này tôn giả, các cửa của cái hộp dế chỉ cho 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của ta. Những vọng tưởng lao xao và rộn ràng chẳng khác nào bầy dế kia. Muốn điều phục chúng, không cách nào tốt hơn là ngồi im lặng, giảm bớt các hoạt động của ý thức, bình thản nhìn một cách rõ ràng, chăm chú quan sát những vọng niệm của mình, không xen vào những ước muốn, lấy, bỏ, loại trừ. Bạch Đại Đức, con đã hiểu rồi. Tôn giả Potila từ giả 30 vị A-la-hớn tìm một nơi yên tĩnh tọa thiền. Để khuyến khích sư, Đức Thế Tôn gửi đến một bài kệ: tu thiền trí huệ sanh, bỏ thiền trí huệ diệt. Biết rõ hai lẽ này, thế nào là đắc thất? Hãy tự mình nỗ lực khiến trí huệ tăng trưởng. Chẳng bao lâu, tôn giả Potila đắc quả A-la-hán. Nhiếp phục lục căn, hiền nhân có kệ: sắc chi cũng không chinh được mắt, mắt tự do ngắm vật trong ngoài. Đẹp không vọng niệm mê say, xấu không khởi ý chê bai gớm nhầm. Tiếng chi cũng không làm tai mến, tai tự do nghe tiếng dở hay. Dở không buồn ghét nơi tai, hay không buộc phải chuyển lay trong lòng. Mùi chi cũng chẳng lung được mũi, mũi tự do để ngửi các mùi. Thơm không làm nảy ý vui, hồi không thể khiến cho khơi lòng buồn. Vị chi cũng chẳng sờn được lưỡi, lưỡi tự do nếm thử các vị. Ngon không làm mến ưa chi, dở không sanh khởi ý gì chán chê. Cọ đụng chẳng làm mê thân xác, thân tự do đụng cát lạnh nồng. Lạnh nồng không nhiễm được lòng, cứng mềm cũng chẳng trói trồng nơi tâm. Vật chi cũng không làm động ý, ý tự do sự trí vật danh. Giàu nghèo ưa ghét chẳng sanh, có không cũng chẳng khiến tình chấp nê. Cảnh không thể làm mê tâm trí, ý tự do tự trị lấy mình. Trong sanh tử dược tử sanh, tuy mang xác tục mà tình thần tiên. Đoạn này rất diệu huyền vô tận, người hạ quân nếu đặng dịp nghe, sẽ là tỉnh được giấc mê, bỏ điều hung ác theo bề thiện lương. Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy: tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tính trí huệ của Như Lai. Muốn phát huy những đức tính này, Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy: chỉ cần quán tâm là đủ. Trong khi quán tâm, hành giả phải tỉnh táo, để lòng rỗng rang, không cho vướng mắc những ý niệm tính toán ta và của ta. Chính cái tâm không này, nó phát sanh ra trí huệ. Khi đó, tình thương yêu của ta ban rải khắp muôn loài vạn vật. Nhờ có cái tâm không phân biệt ấy, chúng ta thích ứng dễ dàng với ngoại cảnh bên ngoài, đương đầu với bát phong một cách tự tại. Vẫn thấy, nghe, hiểu biết rõ ràng, nhưng không còn dấu vết của tình chấp. Bát phong là 8 ngọn gió lay động lòng người, làm thương tổn thiện căn trong khi tu hành. 1. Lợi là tiền tài lợi dưỡng. 2. Suy là nỗi đau khổ khi tiền tài lợi dưỡng bị hao tổn. 3. Hủy, bị người nói xấu, hủy mắng. 4. Dự, được người đời tán thán khen ngợi. 5. Xưng, được tôn xưng kính trọng. 6. Cơ, bị chê bai khinh khi. 7. Khổ, đau khổ hoạn nạn đến.
8. Lạc, vui sướng khi được điều như ý. Chúng sanh đứng trước 8 ngọn gió trên, bị nó thổi mà tâm không lay động, thì cuộc sống được an vui, tu hành bao thành chánh quả. Bằng ngược lại, bị nó thổi liền sa ngã, dùi dập đau thương, thì thật là nhu nhược, thiếu dõng lực, chẳng phải là người chân tu, phải bị chìm đắm mãi trong dòng sanh tử. Chúng ta thử tìm hiểu cuộc gặp gỡ giữa tổ Bồ Đề Đạt Ma và Huệ Khả. Huệ Khả thưa: Bạch Tổ Sư, tâm con bất an, xin Ngài dạy con phương pháp an tâm. Tổ Sư bảo: Đưa tâm đây cho ta xem. Huệ Khả lúng túng nói: Con tìm mãi không ra. Tổ đáp: Vậy là ta đã an tâm cho người rồi đó. Sở dĩ Huệ Khả tìm tâm không ra, vì tâm không có hình tướng, chẳng qua là chấp cho nó là có, rồi chạy đuổi theo trần cảnh, làm cho tâm ngài bất an. Khi xưa Tổ Huệ Năng nghe được bài kệ "Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm", ngài liền giác ngộ. Vô trụ ở đây là xa lìa bốn tướng: ngã, nhơn, chúng sanh, thọ giả. Trong kinh Kim Cang, Phật nói bốn tướng. Một, ngã tướng, tướng của mình. Hai, nhân tướng, tướng của người khác. Ba, chúng sanh tướng, là chỉ cho tất cả chúng sanh hữu tình và vô tình. Bốn, thọ giả tướng, chấp thọ mạng dài hoặc ngắn. Phàm phu lầm chấp tướng trạng hư giả cho là thật, nên mãi đắm chìm trong bể khổ trầm luân. Kinh Đại Bát Nhã dạy: Bồ Tát trong khi hành đạo quán sát thấy rõ ngũ uẩn đều không thực, nên các ngài tự tại vượt qua mọi khổ ách. Ngũ uẩn gồm có: Một, sắc uẩn, là chỉ chung mọi thứ vật chất như là ngũ căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ngũ trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc. Tứ đại, đất, nước, gió, lửa. Hai, thọ uẩn, là những cảm thọ vui sướng, buồn khổ, trơn nhám, cứng mềm và không khổ không lạc. Đó là những cảm thọ khi tâm đối với cảnh. Ba, tưởng uẩn, đối cảnh nhận ra sự đen trắng, nhỏ to, dài ngắn. Đây là nhóm yếu tố tinh thần làm chức năng tưởng tượng, hình dung ngoại cảnh. 4. Hành uẩn, đối cảnh đem lòng ham muốn hoặc thương ghét, vui buồn của tâm đối với cảnh, do nhân duyên tạo tác các pháp hữu vi trôi chảy trong ba đời. Nói rộng ra, hành uẩn thu nhiếp rất nhiều pháp, trong đó gồm cả sắc, thọ, tưởng và thức. 5. Thức uẩn, có công năng hiểu biết và phân biệt sự vật khi tâm đối với cảnh. Như vậy, chúng ta đủ hiểu sắc thuộc về thân và vật chất, còn thọ, tưởng, hành, thức chỉ cho tâm. Đức Phật dạy vua Bình Sa: Sắc giống như cây chuối không bền, thọ như điện chớp có rồi mất, tưởng hư ảo như hơi nước, hành tợ bọc nước không thực, thức chỉ là trò huyễn thuật giả tạo ra người và vật, chúng không có thực thể. Tùy theo cảnh mà thức tâm nảy sinh ra mọi sự phân biệt, các pháp chỉ là trò luống dối. Như có một vị thiền sinh, trong lúc tọa thiền thường thấy xuất hiện trước mắt mình một con nhện, làm cho tâm thần bất an. Một hôm anh định mang theo con dao, chờ khi nó hiện ra đâm chết cho rồi. Nhưng may mắn là trước khi hành động gặp được một thiền sư, anh liền đem chuyện ấy thuật lại cho thiền sư nghe. Nghe xong ngài không nói gì, chỉ bảo khi nào nó xuất hiện, lấy phấn đánh dấu ngay chỗ đó, thì ngươi sẽ biết con nhện xuất phát từ đâu. Thiền sinh vâng lời làm theo, khi phát hiện ra mới thấy dấu phấn trước ngực mình, nên hốt hoảng.
anh liền đến vị thiền sư nói: Nếu không nhờ ngài chỉ dạy thì con tự đâm mình chết rồi. Nhân đây thiền sư nói: Đó là những vọng thức bên trong của ngươi nó hiện ra, chớ chẳng phải ở ngoài. Nên nhớ nhiếp tâm chánh niệm, tỉnh giác soi lại bên trong, đừng để ngoại cảnh chi phối, mới mong dứt hết vọng tưởng huyễn hóa. Sau đó, thiền sinh nghe lời thực hành không bao lâu, con nhện kia không diệt mà tự mất. Cũng như có vị thiền sư tên là Ia, trong lúc ngồi thiền, thường tự nhắc nhở tâm mình khi thấy tham sân tà kiến cấu uế nổi lên. Ngài liền nói: Ông chủ ơi, coi chừng bị giặc nó lừa đó. Nói xong, ngài tự dạ. Giờ hành trì nghi mật như thế, nên ngài mau chứng đắc thiền định. Còn chúng ta bị vô minh điên đảo lầm chấp, cho cái thân này là của tôi, của cải và những suy nghĩ, phân biệt, ta, người, thương ghét, buồn giận, những ý niệm thiện ác đua nhau trình diễn, nên thường bị tẩu hỏa nhập ma, vì thế gây tạo nhiều nghiệp chướng. Chính vì vậy, trong kinh Pháp Cú Phật dạy: Trong các pháp do tâm làm chủ, tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên. Nếu người làm nói bằng tâm chẳng hiền, khổ đau theo mãi triền miên, như bánh xe ngựa theo liền giới chân. Trong các pháp do tâm làm chủ, tâm dẫn đồ tạo đủ các duyên. Nếu người làm nói bằng tâm hiền minh, hạnh phúc sẽ đến bên mình, như là cái bóng giới hình không phai. Hay là: Nhất thiết duy tâm tạo, vạn pháp duy tâm biến. Ngày xưa, khi Phật còn tại thế, có một đạo nhân ở gốc cây bên sông, học đạo trong khoảng 12 năm ròng rã tu tập mà chẳng trừ được lòng tham dục. Tâm ý thường chạy tán loạn, cứ nhớ năm món dục, liền suy nghĩ muốn được mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, miệng nếm vị, thân thích mịn màng và ý duyên các pháp trần. Hễ thân động là ý chạy, không có chút yên nghỉ. Khi ấy, Đức Phật quán biết đạo nhân kia đã đến lúc độ được, nên ngài liền đi tới nơi cùng với ông ta ngủ lại một đêm. Trong giây lát, có con rùa từ dưới sông bò lên. Lát sau lại có thêm con chó nước đói đang đi kiếm ăn. Gặp rùa, chó nước muốn ăn thịt. Rùa liền thụt đầu, đuôi và bốn chân giấu kín trong mai, chó nước không thể hại được. Chó bỏ đi xa xa, rùa ta ló đầu chân ra, thong thả bò đi. Thế là rùa được thoát nạn. Khi ấy, đạo nhân thấy vậy mới hỏi Phật rằng: Có phải con rùa nó nhờ có mai hộ mạng nên chó nước chẳng ăn được không? Phật đáp: Phải. Ngài nói tiếp: Ta nghĩ người đời chẳng bằng con rùa này. Họ chẳng biết vô thường buông lung sáu tình, nên bị ngoại ma xâm nhập não hại. Đến khi thân hoại mạng chung, thần thức xa lìa, sanh tử không ngừng, trôi lăn trong lục đạo, khổ não triền miên. Tất cả đều do tâm ý gây ra. Cho nên phải tự cố gắng siêng năng tu hành, cầu an vui diệt độ. Nhân đó, Phật nói kệ: Dấu căn như rùa nọ, phòng ý như giữ thành, chiến đấu với ma dữ, không lo sợ bại trận. Đạo nhân nghe xong, tham tâm dứt sạch, vọng tưởng chẳng còn, liền đắc quả A-la-hán. Kinh Pháp Cú. Phá Tướng Luận có giải: Sáu nẻo luân hồi, nghiệp báo trong ba cõi đều do tâm sanh. Chính cái tâm của ta, nó là chủ nhân sáng tạo cho mình một thiên đường hạnh phúc hay địa ngục của khổ đau. Bởi vì địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đường cũng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Ma ma Phật Phật cũng do ta, ma Phật khác nhau chỗ chánh tà. Giác Phật mê là ma đó vậy, chân như là Phật, vọng là ma. Thật vậy,
Nếu tâm tham sân quỷ ma nổi lên mà mình không ngăn chặn được, sanh tâm trộm cắp, đánh đập, giết hại người ta, ngay lúc đó mình bị cảnh tù tội tức khắc. Tới chừng đó mới ăn năn thì đã quá muộn. Do đó trong kinh Đức Phật dạy: nơi nào có phòng hộ tỉnh giác thì nơi đó an lạc, nơi nào không phòng hộ tỉnh giác là nơi đó khổ đau. Thí dụ, trong gia đình vợ chồng, anh em, con cháu đang nói chuyện vui vẻ, không khéo phòng hộ nó lạc qua đề tài đấu tranh phiền não hồi nào mình không hay, đưa đến tranh cãi, chửi rủa, mắng nhiếc, đánh đập lẫn nhau, làm cho gia đình đổ vỡ, ly tán. Tới khi tỉnh ngộ thì không còn kịp nữa. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác. Nếu đang nói chuyện mà không hài hòa, có thể xảy ra xung đột thì mình phải dừng lại ngay, đừng cho nó phát sanh thì làm gì có phiền não khổ đau. Nếu như ai không nghe lời Phật dạy, hiện tại khổ, kiếp sau khổ, lại bị quả báo hồ đồ hỗn ẩu, căm ngọng, liếu lo, khổ sở. Con người ở trong cảnh ái dục thường bị tham, sân, si, ganh ghét, đố kỵ. Chuyện nhỏ xé to, tranh giành bảo thủ, từ trong gia đình anh em, chồng vợ, thân bằng quyến thuộc, có khi vì một lý do không đáng sanh ra bất hòa với nhau cũng đủ khó chịu rồi, cố lánh mặt nhau, định tuyệt giao hẳn. Nhưng ngặt gì còn sống chung một nhà, quyết không nói chuyện. Nhiều khi nín không được phải nói ra với sự ngại ngùng, giao thiệp lấy lệ, thật là khổ. Tình cốt nhục, quyến thuộc mà còn hờn ghét lẫn nhau, huống chi người dân nước lã khác dân tộc giống nòi. Một khi thù ghét rồi, tìm đủ mọi cách giết hại lẫn nhau, gây thành oán lớn. Hễ gặp nhau mắc tợ kim châm, xách súng, nắm gậy, cầm dao đâm chém, đánh đập, bắn giết lẫn nhau, cuối cùng đôi bên đều bị tổn hại. Tình cảnh ở thế gian thật là vô thường. Cho dù tình thương của cha mẹ đối với con cái, vợ đối với chồng, anh em, bạn bè, quê hương đất nước, không có cái gì chắc chắn bền bỉ. Tình yêu hóa ra thù hận, trung thành rồi phản bội, thương nhau rồi lại ghét nhau. Những chuyện đó thường xảy ra là do tâm quá ích kỷ hay cố chấp những chuyện vụn vặt. Người nào có tánh nhỏ hẹp như thế, chẳng những tự chuốc lấy phiền não vào tâm mà còn mang buồn phiền khổ đau đến người khác. Những chuyện nhỏ nhặt trong hôn nhân và đời sống làm cho ta gần hóa điên và có thể sinh ra 50% bệnh đau thần kinh, đau tim ở thế gian này. Ông tòa ở Chicago, một người đã ráng điều giải trên 40.000 vụ ly hôn, tuyên bố: phần nhiều những cặp vợ chồng xin ly dị đều do chuyện lặt vặt. Và ông Hogan, chưởng lý New York nói: phần nửa các vụ xử trong tòa đại hình đều do những nguyên nhân rất nhỏ như thách dọa nhau trong quán rượu, kẻ ăn người ở gây gỗ nhau, một câu sỉ nhục, lời nói mất lòng, một hành vi thô lỗ. Những cái lăng nhăng đó đưa đến ẩu đả, rồi xảy ra án mạng. Một nửa những đau đớn của ta là bởi lòng kiêu căng, tánh tự cao, tự đại, tự ái và quá cố chấp những chuyện không đáng mà ra. Những nỗi bực mình vì những chuyện nhỏ nhặt khiến cho ta oán ghét, thịnh nộ, chỉ vì ta coi nó quan trọng quá, làm cho tâm ta điên đảo, mà đáng lý ra phải xem thường và quên nó đi. Chúng ta chỉ sống được vài chục năm trên trái đất này, cớ sao lại bỏ phí thời gian ấp ủ trong lòng những ưu tư, bất bình, không quan trọng. Hãy hy sinh đời ta cho các hành động cao thượng và những tư tưởng thiện lành vào lòng bác ái dị tha, thì thân tâm ta được an lạc và làm cho mọi người vui vẻ, quý mến ta. Nên nhớ rằng, đời người như bóng câu, để tâm niệm Phật, hơi đâu mà lo nghĩ tới những chuyện nhỏ nhen không đáng kể.
Trên đời này có mấy ai suy nghĩ được như vậy? Cứ mãi hơn thua từ việc nhỏ như thị phi nhân ngã trong gia đình, cho đến việc lớn là những cảnh đấu tranh giết người cướp của, mưu hại lẫn nhau, và chiến tranh giữa các quốc gia đều do tâm địa nhỏ hẹp giành quyền lợi và phần phải về mình. Như vậy, người ta thua quấy họ đâu có chịu. Vì thế nên oan trái cứ mãi chất chồng. Muốn hóa giải oan trái sân hận mau lẹ, không gì bằng chấp nhận tất cả sự xấu khổ, nhường điều tốt lành cho người. Phật bảo, người nào làm được như thế sẽ hóa giải hết oan trái, hận thù và sanh ra vô lượng công đức, mau thành Phật quả. Kinh Pháp Cú Phật dạy: lời ác hay mắng chửi, kiêu mạn khinh miệt người, gian tham và trộm cướp, đánh đập cùng giết hại, ai làm hạnh nguyện này, thù oán sẽ theo đây. Lời ôn tồn hòa thuận, tôn kính chẳng khinh ai, biết đủ và bố thí, từ bi đối mọi người, mở trói buộc an nhẫn, thù oán tự hết ngay. Khổng Tử dạy: lấy oán báo oán, oán ấy chất chồng, lấy đức báo oán, oán ấy tiêu tan. Qua lời dạy của Phật và Thánh bảo ta phải hỉ xả những kẻ hại ta, thù oán hôm qua đừng giữ lại trong tâm, những kẻ phụ ta chớ ưu sầu lưu luyến, không nên để lòng hận thù che mờ lý trí. Sân hận âm thầm thiêu huệ mạng, lửa phiền ngùn ngụt đốt tâm can, sân si tạo nghiệp một đời, nghìn năm thọ khổ muôn đời trầm luân. Đó là những lời ân cần của các bậc thánh hiền nhắc nhở các hàng Phật tử. Vậy mà có mấy ai nghĩ ra cứ mãi cho người hiền thường bị kẻ khác bắt nạt. Đó là quan niệm sai lầm nhiều người đã vướng mắc. Muốn khắc phục quan niệm này, ta phải vững niềm tin nơi Tam Bảo, tin sâu lý nhân quả. Tự hỏi, tại sao người ta không lấn hiếp kẻ khác mà lại bắt nạt, gieo khổ cho mình? Khi đó nên nhớ lời Phật dạy, cố gắng nhẫn nhục, coi như kiếp trước mình gieo khổ cho họ, bây giờ bị người ta làm khổ lại. Hoặc xem họ như người bệnh hay kẻ điên, im lặng chấp nhận. Khi đó, đối phương tự nhiên cảm thấy cục hứng, cuối cùng đành bỏ cuộc. Nói đến nhân quả, Phật dạy rằng ai muốn biết nhân xưa, hãy xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây. Muốn biết quả báo sau này, xem điều tội phước ta nay đang làm. Nếu như ai không tin, ra oai, hung dữ, làm cho người xung quanh ngán sợ, kết quả chỉ thêm thù, kết oán, mọi người kinh tởm xa lắm. Đó là nguyên nhân làm mất hết sự kính trọng, thông cảm, giúp đỡ của các thành viên trong gia đình. Khi đó, ta mất hết chỗ đứng và làm xấu đi sự tương giao ngoài xã hội. Thà ngồi, quả bất thiện chưa trả lại dây thêm. Thật ra, tranh cãi, hành hung đều là biểu hiện tánh giả man và lạc hậu, mà người thông minh có đạo đức không bao giờ hành động như thế. Nên nhớ, trong lúc nóng giận, buồn phiền, không nên nói năng hay hành động điều gì hết. Nếu nói, làm, phần nhiều nó chỉ đưa đến thiệt hại cho mình và người. Tốt nhất là nên niệm Phật, hành thiền, quán chiếu nhân quả, hoặc đi giải trí, cho đến khi tâm bình tĩnh, nói làm mới có kết quả tốt đẹp. Muốn xây dựng một người nào, trước tiên là khen ngợi những ưu điểm của họ, như là anh, chị, bạn bè, cái gì cũng tốt, nhưng có một điều chưa được hoàn chỉnh, cố gắng khắc phục thì thật là người gương mẫu trong đời. Như vậy, người ta mới hoan hỷ chấp nhận sửa lỗi. Ngược lại, nếu mình chỉ đem toàn cái xấu của họ ra nói, nguy hiểm nhất là chỗ đông người. Chúng ta sẽ bị thất bại ngay, không giải quyết được gì mà còn gây thêm thù oán. Cách hóa giải những cuộc xung đột, các nhà tâm lý học nói
nếu gặp trường hợp vợ chồng đang gây gổ đánh lộn, điều cấm kỵ nhất là ta không được nói lỗi bên nào, mà chỉ nên nói những tai hại của nó. Như là, nếu anh chị chửi rủa đánh đập với nhau, thì làm cho cả hai đều khổ, và làm khổ luôn cho con cháu. Ngoài ra còn bị lối xóm gièm pha chê cười. Nếu mà vợ chồng không biết trân trọng với nhau, Bồ Đề Lão Tổ nói, hủy hoại vợ chồng kiếp sau lẻ bạn. Có nhiều người thấy ai đó đang tranh cãi, họ liền đến nói lỗi chỉ có một bên, chẳng giải quyết được gì mà còn làm cho tình hình càng căng thẳng thêm lên. Nếu không khéo, vô tình mình lại bị tai họa lây. Muốn có cuộc sống hòa hợp tốt đẹp, chúng ta hãy nhìn cách cư xử của những bậc thoát trần ngày xưa. Thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài đến thăm ba người đệ tử đang an trú tu tập trong rừng Bàn Na Mạng Xà Tự. Đó là Tôn giả A Na Luật Đà, Tôn giả Nang Đề, Tôn giả Kim Tỳ La. Khi hay tin Phật đến, ba tôn giả vô cùng hoan hỷ, đồng ra tiếp đón, thỉnh Đức Phật vào, trải tọa cụ lên giường, mời Phật an tọa, rồi đồng nhau đảnh lễ và vấn an sức khỏe. Đức Phật hỏi, này các con, sống ở đây có được an ổn, hòa hợp không? Ba tôn giả thưa, bạch Đức Thế Tôn, chúng con sống rất là hòa hợp, an ổn. Phật hỏi, cách sống của các con như thế nào mà được hòa hợp an lạc? Ba tôn giả nghe Phật hỏi như vậy, liền đảnh lễ thưa rằng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con sống hòa hợp là nhờ lời Phật dạy, giữ gìn giới cấm, tu hạnh từ bi hỷ xả, khiêm hạ lễ phép, ôn hòa nhã nhặn, thông cảm khoan dung, độ lượng nhẫn nại, nhịn nhường, tùy thuận, tận tình giúp đỡ lẫn nhau. Chúng con không bao giờ sống với cái tâm riêng tư của mình, mà lúc nào cũng quan tâm tìm hiểu người bạn bên cạnh cần gì để cố gắng làm vui lòng nhau, đồng tiến bước trên con đường giải thoát. Nhờ vậy mà cuộc sống của chúng con được hòa hợp từ thân khẩu ý, đều được trọn lành trước sau như một. Sau khi nghe ba tôn giả trình bày xong, Đức Phật vô cùng hoan hỷ, tán thán: lành thay, lành thay, các con sống hòa hợp không tranh cãi, cùng hiệp nhất trong một tâm, chung một thầy, như nước hòa với sữa, thật là tấm gương lành, đáng để cho trời người kính trọng noi theo. Còn chúng ta bất bình chống đối nhau là do đâu? Có phải chăng do lòng cố chấp, bảo thủ, hẹp hòi, bắt người ta phải giống mình? Nếu như ai không nghe lời làm theo, thì mình tìm đủ mọi cách thẳng tay triệt hạ cho hả dạ. Thật là độc ác, bất công và vô lý. Tại sao mình không giống người ta mà lại bắt người ta phải giống mình? Phật dạy, con người sanh ra trên cõi đời đều mang theo cái nghiệp khác nhau, cho nên chuyện giống nhau là điều không thể có được, ngoại trừ các vị biết tu. Đức Khổng Tử nói, nhân vô thập toàn, hễ có ưu là có khuyết, bắt lỗi người phải xét lỗi mình, đó mới là đáng bậc công bình, nẻo chính trực, trí người quân tử. Cho nên trong nghệ thuật xử thế, mình muốn người ta sửa lỗi, trước tiên mình phải tự sửa đổi, tận tình thương yêu giúp đỡ, đối xử tốt đẹp với tất cả mọi người, thể hiện qua lời nói, cử chỉ, hành động chân thành, đầy lòng bác ái vị tha, thì tự nhiên người khác đối xử tốt đẹp lại mình. Người xưa có câu, ta vì tất cả mọi người thì mọi người sẽ vì ta. Ở đời tôi thấy có nhiều người lúc nào cũng muốn người khác nghĩ đến mình, mong cầu phước báo, mọi sự như ý, nhưng chưa thấy họ làm được việc gì lợi ích cho ai mà lại mong cầu đủ thứ, thật là khờ dại. Người trí không cần mong cầu gì cả, lúc nào cũng lập công bồi đức, làm lợi ích cho chúng sanh, quả lành kia không cầu mà tự đến. Muốn có đầy đủ phước báo, thân tâm an lạc, điều quan trọng tâm phải thanh tịnh.
Trong kinh A Hàm, Đức Phật đưa ra 11 phương pháp tu tập để cho tâm được thanh tịnh giải thoát. 1. Tự mình là thiện tri thức, thân cận gần gũi thiện hữu tri thức để học hỏi những điều hay lẽ phải. Người xưa bảo gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thật vậy, gần người ác tâm mình trở nên hung ác. Thí dụ như mình hiền hòa mà chơi với những người bạn hung hăng, lỗ mãng, mỗi khi họ nói ra là chửi thề inh ỏi, nói trên đầu trên cổ. Nếu nhịn hoài cảm thấy thua lỗ nên chửi lại cho huề, ngay lúc đó mình đã hóa ra người hung dữ. Hơn nữa, gần người ác, tánh hung dữ của họ làm cho mình khổ và dẫn dắt ta đi vào con đường sa đọa tội lỗi. Ngoại trừ bậc thượng căn đại trí, gần người ác mới không bị ô nhiễm. Còn gần người thiện lành, học hỏi được những điều hay lẽ phải và nhờ đức tánh thiện lành, từ tốn của họ làm cho tâm mình được an lạc. Gần người thiện thì giống như vào nhà hoa thơm cỏ lạ, lâu ngày thân mình cũng thơm như vậy. Gần kẻ bất thiện thì giống như vào tiệm cá ương, lâu ngày mình cũng hóa ra hôi như vậy. Chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Kinh Pháp Cú. 2. Phải giữ gìn giới cấm, thôi nhiếp oai nghi, phòng hộ các căn, dẫu cho thấy một lỗi nhỏ cũng canh cánh lo sợ. Nếu muốn cho tâm mình được thanh tịnh, điều quan trọng nhất là phải giữ giới. Vì nhân giới mới sanh ra định, nhân định tâm được thanh tịnh. Nếu không giữ giới thì tâm sẽ loạn động, không bao giờ thanh tịnh. Ngoài ra, mình còn phải thâu nhiếp lục căn khi tiếp xúc với lục trần, đừng để cho nó dính mắc, dù một lỗi nhỏ cũng không nên vi phạm. 3. Điều thiện chưa sanh thì làm cho nó sanh, điều thiện đã sanh làm cho nó tăng trưởng. Điều ác chưa sanh thì đừng cho nó sanh, điều ác đã sanh rồi thì phải đoạn trừ. Nghĩa là ác nhỏ không nên làm, thiện nhỏ đừng nên bỏ. Chúng ta chớ xem thường cái ác nhỏ, vì nhiều cái ác nhỏ thành ra cái ác lớn, còn nhiều cái thiện nhỏ thành ra cái thiện lớn. Trong Khế Kinh Phật dạy: đừng khinh thường ác nhỏ cho là không tội lỗi. Giọt nước tuy ít chứa dồn đầy thùng, tội ác lớn cũng do chứa ác nhỏ mà thành. Cũng chớ xem thường chút thiện nhỏ cho là không có phước. Một giọt nước tuy ít chứa lâu đầy lu, phước đức lớn cũng nhờ chứa nhiều phước nhỏ mà thành. Người làm việc thiện thì sẽ có phước dư thừa, giống như cỏ vườn mùa xuân, không thấy lớn lên nhưng ngày càng tăng nhiều. Người làm việc ác thì sẽ có tai họa dư thừa, như đá mài dao, không thấy hao mòn nhưng ngày càng khuyết hụt. Thánh Đế. 4. Không nên tụ tập bàn nói những điều nhảm nhí vô ích phi pháp. Mỗi khi nói ra phải như pháp mà nói, lúc nào cũng phải ca ngợi tán thán hạnh thiểu dục tri túc, nói về giới định huệ giải thoát tri kiến. Sở dĩ con người bị phiền não khổ đau là do thị phi. Đa phần phụ nữ thường nói chuyện thị phi, người này tốt, kẻ kia xấu, người này đáng thương, người nọ đáng ghét. Nói chuyện ngoài đời chưa đủ, nói chuyện trong chùa: ông thầy này tu hay, ông sư kia tu dở. Nhưng xin thưa với quý vị, người ta đang tu nên vẫn bị nghiệp chi phối, cho nên có cái làm được, có cái chưa làm được. Mình đừng vì thế mà sanh tâm hủy báng, lập bè kết đảng, chống đối thưa kiện lẫn nhau, vô tình làm cho ngoại đạo chê cười. Cho nên Đức Phật nói: sư tử trùng thực sư tử nhục. Nghĩa là con sư tử không có con vật nào ăn nó được, mà chính con vi trùng trong thân của nó mới giết được nó. Cũng vậy, Đức Phật nói:
đạo của ta, tà ma ngoại đạo không thể phá hại được, mà chính trong hàng tứ chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam và tín nữ, tự hủy diệt giáo pháp của ta. Sở dĩ mình tốt là tại vì nghiệp nó chưa tới, chứ khi nó đã tới rồi, mình còn hơn người ta nữa. Cho nên người xưa nói, ai hay nói lỗi người khác, thường bị mắc quả báo. Ai ơi chớ vội cười nhau, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Ca dao. Lòng từ Đức Phật thương hết tất cả chúng sinh, cho dù người đó có giữ giới hay phá giới, thiện hay ác, vì con đường đó ngày xưa Ngài đã từng đi qua. Những ai còn chướng mắt, đó là những chúng sanh đáng thương chứ không đáng ghét. Mình nói xấu người khác, người ta không mất gì, chính mình mất cái tâm thanh tịnh. Hơn nữa đến tai người ta lại sanh ra oán thù, đôi chối, hơn thua, sát phạt với nhau, nào có ích gì. Nếu người tu không khéo vẫn bị như thường. Còn người nam ở không thì tụ tập kết bè đảng, uống rượu, cờ bạc. Hễ rượu vào là lời ra, câu mâu, quạo quọ, đấm đá lẫn nhau. Cho nên Thánh Hiền nói, nhàn cư vi bất thiện là vậy. Nếu như ai cũng nghe lời Phật dạy, giữ gìn khẩu nghiệp cho được thanh tịnh, gặp ai mình cũng khuyên nhắc lẫn nhau, cố gắng giữ giới. Vì giới là hàng rào ngăn chặn các điều ác, đồng thời cũng là chiếc áo giáp thần hộ mệnh, làm cho thân tâm mình được thanh tịnh, an lạc. Nếu lúc nào cũng đem chuyện đạo đức ra nói hết, thì làm gì có phiền não khổ đau. Trong kinh Pháp Cú, Phật từng dạy: phàm người sống ở đời, miệng lưỡi chính gươm đao, chửi rủa mắng nhiếc nhau là cầm đao tự hại, không bàn luận thị phi, suốt đời được an vui. Năm, quán thân bất tịnh. Quán 36 thể trược từ đầu đến chân đầy dẫy sự bất tịnh, nào là mồ hôi, nước mắt, nước mũi, dãi, răng, ghèn, ráy, máu, mủ, thịt, da, gân, xương, tim, gan, phèo, phổi, phẫn, tiểu, hay là quán thân bầm tím, sình chương, đứt nẻ hôi thối, ruồi đậu kiến bu, dòi rút rỉa. Nhờ quán như thế mà tâm được thanh tịnh, xa lìa tham dục và ái nhiễm. Quý vị nên lưu ý, trong khi quán bất tịnh, lấy mình làm đề mục để quán. Ví dụ, mình đang nhiễm sắc mà đem một cô mỹ nữ ra quán, vô tình làm tâm động thêm. 6. Quán tâm vô thường. Cái tâm nó luôn luôn sanh diệt vô thường, biến ảo không dừng, do nhân duyên hợp lại, nên có con mắt, có cảnh để thấy vậy thôi. Tâm không ở trong, không ở giữa, không ở ngoài. Nếu đủ duyên thì hợp lại thấy biết, còn hết duyên là tan rã. Cũng như cái hột quẹt có được lửa là do các duyên hợp lại, nào là ga, đá lửa, vân vân, đủ duyên bật lên là cháy. Thả tay hết duyên liền tắt, không thể chỉ nó ở đâu được. Tâm cũng như vậy, tạm gọi là tâm chơn, tâm vọng mà thôi. Tâm chơn là thấy biết tất cả mà không tham đắm trụ chấp. Còn thấy biết nghe mà tham đắm trụ chấp, đó là vọng tâm. 7. Quán pháp vô ngã. Quan sát thấy rõ các pháp không có gì là thật, bởi nó đều bị định luật vô thường chi phối. Cho đến cái thân này cũng là vô chủ, nó muôn bệnh hay chết giờ nào mình không sao ngăn được. Thí dụ, thân bệnh cho là khổ, hết bệnh cho là vui. Thật ra khổ, vui, thường hay vô thường, tự tánh nó không có gì hết. Cho đến pháp của Phật cũng chỉ là phương tiện, như ngón tay chỉ mặt trăng, hay là thuyền bè để vượt qua sông mê. Pháp của Phật giống như lương dược, tùy bệnh mà cho thuốc. Vì chúng sanh đa bệnh,
Phật pháp đa phương, có gì mà phải chấp tu thế này là đúng, thế kia sai, cao, thấp, vân vân.